Coming like a thief in the night. Step one. 16 missed calls. Sorry, I was busy, but I. Hello, hôm nay là mùng 2 Tết, quá là rảnh cho nên là lấy mấy cây song romance hôm bữa cam quá cho mọi người coi. Trước giờ thường á, cái thứ nhất là cam sẽ mua mỗi lần một cây hoặc là hai cây thôi, những cây nào mà cam thích á hoặc là cam sẽ được tặng. Chứ cam không bao giờ mua nhiều như vậy á mọi người. Mà biết lý do tại sao không mua nhiều không? Tại vì cam bị ấn tượng bởi cái packaging của song này nè. Cái song bóng á thì nó nhìn nó giống như là cái thạch gì đó thì nó rất là dễ thương. Còn cái song lì á nè, nhìn nó sang cho nên là cam bị ấn tượng á, xong rồi cam mua luôn, cam mua hẳn 6 cây luôn mọi người, là ba cây song bóng và ba cây song lì. Cho nên là hôm nay phải quay clip để khoe với mọi người là 6 cây song này cái màu nó lên như thế nào. Bây giờ cam sẽ lo cái màu son cũ. Son romance này là son của Hàn Quốc đó mọi người, cho nên là cái chất liệu son á nó rất là hợp với lại da của người châu Á và cái thời tiết ở châu Á. Những cái màu mà họ làm á đa phần là những cái màu dễ thương, bởi vì thường thường châu Á mình á sẽ make up theo cái kiểu là tươi trẻ hơn và cái bề ngoài của người châu Á mình nó cũng trẻ hơn cái người phương Tây. Cho nên là mọi người để ý đi, những cái màu mà son của các nước châu Âu hoặc là châu Mỹ họ sản xuất á, nó sẽ có những cái màu là kiểu sexy hơn rất là nhiều so với lại màu son của người châu Á sản xuất. Thử son bóng trước cho mọi người xem nha. Thì cam có mua hai cây son bóng có màu, bởi vì cam rất là thích nó luôn, cam thấy nó giống như là cái thạch vậy đó mọi người. Và một cây son bóng không màu, đây là màu 06 nha mọi người. Thì cái màu này cam thấy nó hơi hồng nha, hồng hồng tím tím, để coi lên môi như thế nào. Hơi hồng quá không? Cái màu này không hợp với cam. Cái màu này bạn nào mà da trắng hơn cam một tông á thì thôi cái màu này lên sẽ hợp hơn. Cái hồng này nè rất là kén da nha mọi người. Tôi nhìn rất là mắc cười, thôi bỏ cái này qua bên nha. Sao mà lên mẫu nhìn đẹp lắm mà ta. Cam thoa lên cảm thấy không đẹp nhé nè. Cam bôi cái này đi nha. Thấy không? Xài cái này thử, cái này hơi cam cam một xíu. Chắc là sẽ ok hơn. Tức ghê ta. Đây. Cam nghĩ là sau này mình cũng tha lòng môi thôi, kiểu như là nó nhấn nhấn ở trong môi mình á. Chứ cái màu tự nhiên á, chứ mình cũng đừng lên tha full môi làm gì. Tại vì tha full môi á, nhìn nó có vẻ hơi bị dừa á mọi người. Hoặc là cái môi của cam không có đẹp để tha full môi. Đó. Này xem nha, cam thấy cho một tí son bóng lên, son bóng không màu. Cái này á, cam thấy nó the the. Những cái màu nó căng lắm mọi người, nó tê tê cái môi luôn á. Cam nhìn thấy ở ngoài rất là xinh nha mọi người. Cái màu này được nè, cái màu này là màu 01 nha mọi người. Son màu men, màu 01, son tin. Bây giờ mình sẽ lau cái màu này đi, mình sẽ thoa thử ba cái son lì như thế nào nha. Màu này nó rất là dễ ra. Mọi người không cần phải trang gì hết thì nó cũng sẽ ra luôn cái màu son. Bây giờ cam sẽ thử từ nhạt tới đậm. Thì cam thấy mọi người thấy không? Cam sẽ thoa thử cái màu này trước nha. Cái này là màu màu 06 nha. Cam sẽ để tên mã son ở trên cái màn hình của video cho mọi người dễ trên màn hình lại mọi người mua để mọi người quên á. Trời mọi người nhìn cái màu này đúng đẹp luôn á. Rất là mịn luôn mọi người, siêu mịn luôn. Cam xài son lì rất là nhiều rồi và cam thấy cái son này nó rất là mịn. Và mọi người biết giá son này nó có mắc mọi người, cho nên là khi mà cái chất lượng nó quá ok vậy là cam cảm thấy rất là bất ngờ với lại cái chất lượng như vậy. Ồ cái màu này lên lần đầu cam thoa cái màu hồng đất đi luôn á mọi người. Kiểu như là bình thường á cam sẽ thoa một cam đất hoặc là một cam màu đỏ đậm, nhưng mà cam ít khi nào sử dụng hồng đất lắm bởi vì cam thấy là ở cái màu da của mình nó sẽ không hợp với màu hồng đất, nhưng mà đây là cái màu hồng đất đầu tiên mà cam cảm thấy rất là hợp luôn á. Trời ơi, mọi người sử dụng màu son này thì mọi người nên cho cái má hồng màu hồng hoặc là hơi đậm á thì nó sẽ hợp hơn, rất là xinh luôn, hợp hơn là để má hồng cam. Đó, lau xong cái màu cũ rồi, trời ơi son đẹp như vậy là siêu quá lắm luôn á. Bây giờ là tới cái màu gì ta, màu 02 nha mọi người. Để coi cái này hình như cảm thấy nó hơi cam cam đó. Đúng rồi, ấn tượng chất son rất là mịn. Trời, cái màu này dễ thương quá. Cái màu này là hợp với Tết luôn á mọi người. Màu này hình như màu cam đào hay sao á. Xinh không? Tôi tự thấy cái màu này rất là dễ thương luôn á. Dễ mặc đồ, với lại không có kén màu da nữa. So với màu hồi nãy thì tùy người nha, có người sẽ có thể thích hoặc là không, nhưng mà cái màu này cam tin rằng là ai cũng sẽ cảm thấy hợp với mình luôn á. Thì nó cái màu nó rất là dễ chịu, nhìn có duyên lắm. Bây giờ là cây cuối cùng nha, cây này là màu đậm nhất, đó là màu 08. Thì cam sẽ không biết lên môi cam nó sẽ như thế nào. Nãy giờ 6 cây mà 5 cây mình ok rồi ha, tính luôn cây son bóng không màu thì có một cây màu hồng này là hơi fail. Đó, bây giờ là cây này là thiên đỏ quá. Mua liền cây này 08 nha mọi người, romance 08. Nhìn nó rất là tươi luôn á, kiểu như là mình cười nó rạng rỡ mọi người. Nãy giờ cam review á thì mọi người hãy yên tâm mà mua cây son này, giá cả phải chăng và cái chất son nó rất là đẹp. Cái bộ son này là cam mua nha mọi người, không ai tặng cam hết. Cho nên là có một cây cam xài không được thôi, còn 5 cây còn lại là rất là ưng ý. Nãy giờ mọi người cũng xem video rồi đó, cảm thấy cây nào nó cũng hợp với cam hết. Và cái màu này là cam rất là thích luôn á mọi người. Nó bị dính xíu. Đó, thì á cái này là thầu lòng môi cũng đẹp mà phun môi cũng đẹp luôn. Trời ơi.
Hy vọng là mọi người sẽ chọn được cái song cho mình trong cái mùa lễ hội này. Thì mình sẽ có rất là nhiều dịp để đi chơi trong tháng giêng, và mọi người hãy nhanh tay order đi. Cam nghĩ rằng là nó sẽ làm cho mọi người cảm thấy rất là hài lòng luôn á. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Bye bye mọi người.